kính nhân Minh Đăng Sư. Nam mô Bụt A Di Đà, Nam mô Tham Ma Di Đà, Nam mô Sang Kha Di Đà. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật giáo pháp và chư tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Minh Thành cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô trung nữ cùng các vị hiện nam tín nữ. Trước khi đi vào bài giảng, chúng tôi cũng xin cảm niệm công đức của Phật tử Nhật Quỳnh, Phật tử Thanh Thủy, Phật tử Huệ Ngọc đã gửi tình tài hùng phước xây dựng với chúng tôi đang xây dựng một cái phòng cách tăng và một cái bảng xanh đường, có nghĩa là nơi để thờ hương linh thắp cốt. Nói hương linh thắp cốt vậy chứ chúng ta cũng thờ xá lợi của Đức Phật ở trên phía cao nhất. Chúng tôi một lần nữa cảm niệm công đức quý vị mà đã hùng phước xây dựng. Bây giờ thì kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta tiếp tục với một cái loạt bài kệ. Hôm nay là đến câu số 301. Vậy thì như thường lệ, chúng tôi sẽ đọc qua 3 lần, sau đó sẽ đi vào phần tích nghĩa từ vựng. Sắp bá bút thằng bá bút chàn tí, sắp bá bút thằng bá bút chàn tí, sắp bá bút thằng bá bút chàn tí. Sát đà gô tắc ma sa quá ca, sát đà gô tắc ma sa quá ca, sát đà gô tắc ma sa quá ca. Dê săn đi qua chá rách tô chá, dê săn đi qua chá rách tô chá, dê săn đi qua chá rách tô chá. Phà quá nà giá rách tô ma nô, phà quá nà giá ra tô ma nô, phà quá nà giá ra tô ma nô. Kính thưa quý vị, bài kệ này được bắt đầu bằng một cái hợp từ. Hợp từ này quen thuộc với chúng ta trong cả hai tuần vừa qua. Sắp bá bút thăng, sắp bá bút thăng có nghĩa là khéo tỉnh thức, khéo tỉnh thức. Sapabuddhang là khéo tỉnh thức. Babuddhanti, Babuddhanti có nghĩa là tỉnh giác. Babuddhanti có nghĩa là tỉnh giác. Sada, Sada có nghĩa là luôn luôn. Sada có nghĩa là luôn luôn. Luôn luôn. Gotama Sawaka, Gotama Sawaka có nghĩa là đệ tử Đức Gotama. Gotama Sawaka, đệ tử Đức Gotama. Tiếp tục thì chúng ta có một cái đại từ dê săn. Dê săn có nghĩa là những vị ấy. Dê săn có nghĩa là những vị ấy. Dê săn, những vị ấy. Đi qua, đi qua là một cái trạng từ. Đi qua có nghĩa là ban ngày. Chá có nghĩa là và. Gato, gato là ban đêm.
Gato là ban đêm. Và Phà-quá-na-giá có nghĩa là tu tiến hay là tu thiền. Phà-quá-na-giá, tu tiến hay là tu thiền. Dạ, yeah, quý vị có nghe, quý vị có nghe. Dạ, yeah, cảm ơn quý vị. Ở ngoài trời chắc mưa, do vậy mà điều kiện không ổn định. Rato, rato có nghĩa là thọ thích hay là vui thích. Rato, thọ thích hay là vui thích. Mano, mano có nghĩa là tâm ý. Tâm cũng được, nhưng mà chúng ta tâm ý cho nó dễ hiểu. Mano, tâm ý. Rồi, vậy thì chúng ta đã lướt qua được phần từ vựng rồi. Cảm ơn Phật tử anh mình rất nhiều. Sắp bá bút thăng, bá bút chanh thí, sá đà vô tâm má sa quá ca, dê săn bí hoa chá rát tô chá, và quá nà giá rát tô mano. Có nghĩa là đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm, ý vui tu thiền quán. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, yeah. Kính thưa quý vị, hôm nay Thượng Tọa Thệ Quyền cũng bận công việc, thành ra không có vào giảng. Vậy thì chúng tôi sẽ tiếp tục để mà thuyết giảng cái bài học ngày hôm nay. Vậy thì trước khi bước vào thời giảng, chúng tôi xin được thành tâm làm lễ tam bảo một cách tốt nhất. Arahang samma sambuddho bhagava bhutang bhavantang apivadimi sokhato bhagavata dhammo sammang namassami Suppatipanno bhagavato savaka sangho sangkhang nammami Lokassanathang varamuttamahang buddhang cha thammang cha panamami sangkhang. Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt xin thành kính dâng đến Chư Tôn Đức Tăng, và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính thưa quý vị, nguyên một cái lò bài kệ mà chúng ta đã học từ tuần trước, từ cái câu kệ Pháp Cú Kinh 296 đến 301, nó có cùng một cái duyên sự. Ở trong cái duyên sự này đó thì những lần học qua đó chúng ta đã nghe rồi, nhưng mà chúng tôi cũng kể lại cho quý vị nghe để có những cái điểm mà chúng ta phải cần phải ghi nhớ. Thì những cái bài kệ này được bắt đầu bằng lúc Đức Phật ngự ở tại Quê Lú Bá Ná, chùa Trúc Lâm. Đức Phật đã thuyết lên cái bài này, đề cập đến một cái người con trai của ông Darusa Kathike. Đó, thì ở trong kinh nói rằng đó, ở lúc đó đó có hai đứa trẻ nó cùng ở chung một cái kinh thành, có nghĩa là giống như là ngày hôm nay mà chúng ta nói rằng là cùng quê với nhau đó. Thì một đứa đó là con của nhà chánh kiến,
là một đứa đó thì con của gia đình bà Chiến, thành ra đó hai đứa này là nó chơi chung với nhau, nhưng mà đứa nào là nó cũng có cái câu niệm riêng hết đó. Giống y như là mình nói giống như có bùa đó, đứa nào cũng có bùa của nó hết đó. Thì cái đứa mà con nhà tà kiến á, thì khi mà nó chơi á, thì nó thí dụ như chơi bắn bi hay là chơi cái gì đó đó thì nó cũng niệm cái câu thần chú của nó đó. Còn cái cậu bé mà con của nhà chánh kiến á, thì mỗi lần chơi cái gì á, thì cũng niệm Phật, cũng niệm Phật. Thành ra đó, do vậy á, mà quý vị thấy rằng á, là nó trở thành cái thường cận y duyên, nó trở thành cái thường cận y duyên đó. Mà quý vị biết á, là coi như là cái cậu bé đó mà con của cái gia đình chánh kiến đó, niệm Nam Mô Buddha Buddhasa, Nam Mô Buddhasa, thì chơi cái gì cũng thắng, chơi cái môn nào, cái lần nào chơi cũng thắng người ta hết đó. Thành ra đó, quý vị biết rằng đây là một cái điều nó rất là lạ quý vị. Có nhiều khi á, quý vị biết không, chúng ta học được nó nhiều câu quá, thành ra có lúc chúng ta bị quên, có lúc chúng ta bị quên, chúng ta gặp một cái chuyện gì đó hoặc là chúng ta muốn làm một cái gì đó mà chúng ta không dám, mình hoặc là mình không nhớ đến cái sự niệm Phật hoặc là niệm về tâm từ. Chứ quý vị thấy ở trong cái bài kinh này đó, thì chỉ cho chúng ta thấy rằng là cái sự mà niệm niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng có cái lợi ích rất là lớn đối với cái đứa bé này. Quý vị thấy rằng họ nó luôn luôn có cái sự may mắn, luôn luôn có cái sự may mắn, nó chơi lúc nào nó cũng thắng người ta hết. Thì tiếp theo cái câu chuyện là một cái ngày kia đó, gia đình của đứa bé mà có chánh kiến này nè, mới đi vào rừng để mà kiếm củi. Thì khi mà đi vào rừng kiếm củi đó, thì lúc bấy giờ đi bằng cái chiếc xe bò, con bò nó chạy theo cái bầy khác, cái đàn bò khác. Thành ra đó, cha và mẹ của cậu bé đó, phải đi kiếm, phải đi kiếm cái con bò. Nhưng mà khi mà kiếm được rồi đó, thì lúc bấy giờ đó, là cổng thành đã đóng, cổng thành đã đóng. Thành ra cậu bé đó mới ngủ lại ở phía trước cổng thành, phía trước cổng thành. Thì quý vị biết rằng là ở trong cái cổng thành đó, thì coi như là có rất là nhiều phi nhân, có nhiều chúng sanh giả so, có nhiều phi nhân, nói chung là rất là nhiều phi nhân. Thì nửa đêm á, có hai cái con phi nhân nó xuất hiện. Một con phi nhân á, thì có cái chánh kiến, có nghĩa là có biết tôn kính Tam Bảo. Một con phi nhân kia đó, thì không có biết tôn kính Tam Bảo, mà ngược lại còn rơi vào tà kiến nữa. Thì lúc đó đó, cái con giả so mà tà kiến mới nói rằng là sẽ ăn thịt, sẽ ăn thịt cái đứa bé đang ngủ ở ngoài thành. Thì cái con phi nhân mà có chánh kiến mới nói không được đâu nha, đừng có đụng vô, mà đối với cái cậu bé đó, là một cái người mà niệm Phật, mà là thương niệm Phật đó. Thì lúc đó cái con phi nhân tà kiến này đó, nó không nghe, có nghĩa là nó không sợ. Nhưng mà quý vị biết rằng á, cái lúc mà vừa đụng vô cậu bé, đụng vô cậu bé định mà cũng như là định ăn thịt cái cậu bé trai này, thì lúc đó nó do cái sự trở mình của cái cậu bé trai, thành ra lúc đó khi mà cậu trở mình đó, thì cậu cũng niệm Nam Mô Buddhasa, Nam Mô Buddhasa. Thành ra đó, cái con phi nhân đó, nó hết hồn, con phi nhân nó hết hồn rồi, nó cũng không có dám đụng thêm một lần nữa. Thì lúc này hai con phi nhân mới nói với nhau là bây giờ mình đã cũng như là mình đụng đến cái người mà của Tam Bảo, mình đụng đến một người mà thường có cái sự tu tập, một cái người mà có đức vậy đó, thành ra rất là nguy hiểm. Thôi bây giờ mình phải tìm cái cách gì đó mình chuộc lỗi. Thì lúc đó hai con phi nhân đó mới vào ở trong thành, vào ở trong thành lấy một cái thức ăn mà đựng bằng đĩa vàng, đựng bằng đĩa vàng. Rồi lúc mà đi ra đến ngay chỗ mà cậu bé đó,
Thì quý vị thấy rằng hai con phi nhân này nó mới dùng thần lực của nó để mà nó biến thành hóa thành cha mẹ của cậu bé. Dạ, con thỉnh sư cầm mic trở lại bạch sư. Alo. Dạ, dạ. Cảm ơn quý vị. Thì lúc đó nó quý vị thấy rằng hai cái con dạ so này mới quá hiện thành cha mẹ của đứa bé và đưa thức ăn cho đứa bé ăn. Đó, thì ở chỗ này chúng tôi cũng nói cho quý vị nghe là quý vị thấy rằng đối với cái loài phi nhân hoặc là những cái chúng sanh dạ so hoặc là các vị chư thiên, quý vị thấy không, họ chỉ cần mà hướng tâm đến hoặc là họ nhìn thấy, họ biết cha mẹ của đứa bé vậy, thành ra họ mới quá hiện được giống y như cha mẹ đứa bé quý vị. Đó, thành ra quý vị thấy rằng bởi vì ở ngày xưa đó mình ưa nghe nói mà thôi mày xạo như ma, mày xạo như ma, thì quý vị biết ma đó hoặc là phi nhân đó, nó có những lúc có những lúc á, nó biết được cái chuyện mà đã xảy ra hoặc là cái chuyện sắp tới. Có những loại phi nhân, có những loại chư thiên hoặc là những loại phi nhân, họ biết được những cái điều đó. Thành ra có khi họ mách bảo cho mình. Đó, thì thật sự ra đó, có những người á, người ta nói rằng người ta tu vậy chứ người ta không có tin, không có tin những cái điều đó. Thật sự ra cái sự mà tin và mà cái niềm tin đó, của chúng ta đó, khi mà chúng ta có niềm tin với Tam Bảo thì đồng thời chúng ta cũng có niềm tin với các cõi, có nghĩa là mình biết có những cái cõi vui cõi khổ, có những cái chúng sanh do cái hạnh nghiệp như vậy phải sanh ở trong cái cảnh giới đó, hạnh nghiệp như thế kia sanh ở trong cái cảnh giới như thế kia. Đó, chúng ta phải biết được những cái điều này quý vị. Đó, thành ra mới gọi chúng ta là cái người mà có chánh kiến, chánh kiến nghiệp, nghiệp và quả của nghiệp. Đó, chúng ta phải có cái chánh kiến như vậy. Đó, thì quý vị thấy rằng hai con dạ so này mới hóa hiện thành cha mẹ của đứa bé, đưa đồ ăn cho đứa bé ăn. Đó, rồi xong rồi đó, hai cái con dạ so này mới chú nguyện trên cái dĩa vàng, cái dĩa bằng vàng, mà chú nguyện chỉ một mình Đức Vua thấy thôi, một mình Đức Vua thấy thôi. Thành ra nó những cái chi tiết này quý vị thấy rằng là chúng ta phải biết, chúng ta phải biết. Thành ra có những cái lúc mà ví dụ như mình cầm cái vật đó lên mình không phát hiện ra cái gì, nhưng mà có người người ta cầm cái vật đó lên người ta phát hiện được cái đồ đó là cái đồ tốt hay là cái đồ xấu. Ngoài cái trí tuệ của cái người đó, mà ngoài ra đó thì còn cái phước báo nữa, cái đức độ, cái phước báo. Thành ra quý vị thấy không, có những người mà người ta đi tìm vàng hoặc là đi tìm trầm hương đồ này kia, có những người người ta đi tìm suốt cả đời mà không gặp, rồi có người thì chỉ đi có một vài lần, một vài chuyến thôi mà người ta đã phát hiện hoặc là người ta đã gặp được rồi. Thành ra quý vị thấy rằng cái phước của mỗi người nó khác nhau. Đó, thì lúc bấy giờ ở trong thành mới loan báo là coi như là mất đi cái đĩa bằng vàng. Thành ra lúc đó mới lục soát hết khắp nơi
thì thấy cái đĩa đó ở cái chỗ ngụ của đứa bé trai này, thành ra đó quan quân đã bắt đứa bé vào ở trong thành và bắt luôn cha mẹ của đứa bé. Thì lúc bấy giờ đó đức vua mới cầm cái dĩa lên hỏi là tại sao, tại sao mà con lấy được cái dĩa này. Thì lúc đó đó đứa bé không biết mới nói cha mẹ của con đó, ngày hôm qua cho con ăn bằng cái đĩa này nè. Đó thì lúc bấy giờ hai con dạ so đã hiện hình cho chỉ cho đức vua thấy thôi, chỉ cho đức vua thấy thôi. Rồi hai con dạ so này mới kể lại cái câu chuyện đó cho đức vua nghe. Thì lúc bấy giờ đức vua đã biết được cái sự kiện này và thành ra đức vua cũng trả cho họ đi về, mà cũng như là không có sân hận, không có cái bực bội gì hết. Khi mà họ trở về đó thì cha và mẹ và đứa bé này đã đi đến để mà tiếp kiến đức bổn sư đó. Thì khi mà đến rồi đó thì gia đình mới trình bày với đức Phật về cái sự kiện nó vậy. Rồi khi đó chư tăng nghe được rồi mới hỏi cái người mà niệm Phật á, là được cái sự mà bảo vệ, cái sự hộ trì như vậy hả? Đó, được cái sự hộ trì như vậy hả? Đó. Dạ, quý vị nghe rõ hả? Cảm ơn quý vị. Đó, được cái sự hộ trì, sự hộ trì của những người đó. Đó thì lúc đó đức Phật á, ngày khi mà chư tăng mà hỏi như vậy đó thì đức Phật á, là rồi đức vua cũng hỏi nữa nhé quý vị, đức vua cũng hỏi nữa, thành ra đức Phật mới trả lời cho chư tăng, cho đức vua được nghe. Thì cái người mà niệm Phật, cái người mà niệm Phật, niệm pháp nè, niệm tăng nè, rồi suy niệm về niệm thân rồi đó, niệm về thể trược rồi đó, nói chung là tu tập thiền, thường niệm những cái ân đức này, thành ra cái người đó, sẽ tránh khỏi những nạn tai. Mà ở trong phần chú giải nói là những người mà niệm như vậy đó là không bị bùa chú hay là bệnh tật, không bị bùa chú hay là bệnh tật. Những vị có những cái điều á, là chúng ta phải có cái niềm tin, quý vị. Thành ra nói thật sự ra, quý vị biết rằng ở ngoại đạo người ta đi sai đường, nhưng mà người ta tinh tấn hơn mình, người ta tinh tấn hơn mình nhiều nha quý vị. Có nghĩa là quý vị thấy rằng người ta tụng kinh một ngày 6 thờ, 4 thờ, hoặc là nói chung là người ta làm, đối với cái đời sống tu tập người ta tu tập nhiều hơn mình, nhiều hơn mình. Mình nói ở trong chánh pháp vậy chứ đó, là coi như là mình là coi như là từ từ cái mình đơn giản nhiều quá, đơn giản nhiều quá đó. Thành ra nếu mà thật sự ra ở trong cái giáo pháp này mà chúng ta mà có cái sự tinh tấn, chúng ta tu tập mà nó bội phần hơn, nó bội phần hơn, thì cái kết quả nó rất là nhiều. Quý vị biết những cái câu kinh mà chúng tôi dạy cho những người mà ví dụ như những người mà người ta đi làm về đêm, ở đêm hôm đồ này kia, quý vị biết không? Chỉ dạy người ta niệm mà Nam Mô Tăng Sa Phật Ngao Tô Ra Tô Samma Sambuddhassa, đó chỉ dạy người ta niệm cái câu đó thôi. Hoặc là có những người, quý vị biết không, chúng tôi ở đây chúng tôi cũng chia sẻ với quý vị, họ bị ma nhập. Khi mà chúng tôi tụng kinh cho họ, họ tỉnh rồi đó, thì lúc đó họ chỉ có niệm, chúng tôi mới chỉ cho họ là bút thăng sáng ra năng ngách cha mí, thăm măng sáng ra năng ngách cha mí, sang khăn sáng ra năng ngách cha mí. Bởi vì biết là coi như là dính diễn luôn, từ đó trở đi là coi như là không có ma nào mà nhập nữa đó. Thành ra đó quý vị thấy rằng đối với chúng ta đó, thì chúng ta thấy rằng là những cái câu đó mà giờ cho quý vị nhắm mắt, quý vị đọc Nam Mô Ta Sa Pa Nga Wa Tô, hoặc là Bút Thăng Sát Đá Năng Gách Cha Mí, những cái câu đó mà cho quý vị mà nhắm mắt, quý vị đọc, hoặc là nhiều khi là có như là nó phải nói rằng là giống như nó nằm lòng rồi,
Nhưng mà quý vị biết rằng là chúng ta bị thiếu cái gì quý vị không? Thiếu cái tu luyện, thiếu cái tu luyện đó. Cũng như đối với ân đức Tam Bảo đi. Mà thử mà mình mà bây giờ mình giống như là giống như mà ở bên những cái trường phái khác, những cái trường phái khác, có nghĩa là chúng tôi muốn nói về khác là có nghĩa là ngoài Phật giáo nguyên thủy nè đó, thì nếu mà mình mà tu tập mà cái cách tu tập của mình đó, giống như như mà những cái người mà ngoài Phật giáo nguyên thủy đó, thì chúng ta sẽ có một cái năng lực nó mạnh lắm quý vị. Ví dụ như giờ quý vị ngồi ở đó mà quý vị cứ cứ tụng Itiviso Phangawa Samma Sambuddho Phangawa đó, Vichachana Sammano, quý vị cứ tụng riết, tụng hết rồi tụng nữa, tụng hết rồi tụng nữa, tụng nhanh rồi mệt, tụng chậm, tụng nhanh rồi mệt, tụng chậm, rồi khi mà chúng ta đủ sức thì chúng ta sẽ tụng đều như vậy đó. Thì quý vị nghĩ đi, quý vị thử làm coi, tự nhiên trong những cái ngày đó mình có một cái năng lực, mình có một cái năng lực rất là mạnh, mà quý vị thấy rằng khi mà chúng ta tụng chúng ta cũng phải chú tâm, chúng ta cũng phải chú tâm vô, mình chú tâm vô ở trong cái câu kinh nào đó mà mình đang tụng. Chúng tôi bảo đảm một ngày nào đó quý vị sẽ có một cái năng lực. Thành ra cái lúc đó lúc mà chúng ta gặp cái nguy hiểm hoặc là chúng ta gặp một cái chuyện gì đó, chúng ta mới tụng xong rồi chúng ta mới chia phước được. Còn bây giờ mà quý vị tụng mà coi như là mình không có luyện, ví dụ như ngày nào quý vị vô ở trong lớp học này, quý vị cũng lễ bái Tam Bảo, đúng, nó tốt. Trong cái khoảng thời gian đó quý vị sẽ phát sanh tâm thiện, hợp trí hoặc là ly trí. Vẫn có tâm thiện, nhưng mà hợp trí ly trí không biết, vô trợ hỗ trợ gì không biết đó. Nhưng mà mình chưa có luyện, thành ra mình chưa có cái nội lực. Cũng giống như quý vị thấy rằng người ta tại sao mà những cái vị võ sĩ người ta giỏi và người ta có cái nội lực, quý vị, một cái bài quyền đó người ta múa hoài, người ta múa đến nỗi mà coi như là mớ đầu thì nó chậm, nó thô đồ này kia, nhưng mà người ta múa riết mà đến nỗi mà coi như là nó trở thành cái sự mà mạnh dạng, trở thành như là người ta có thể là biến chuyển ở trong quyền cước luôn đó. Thì chúng ta tu tập cũng vậy, chúng ta phải có cái sự luyện, quý vị, chúng ta phải có cái sự luyện. Thành là mình phải coi lại, mình phải xét lại. Ví dụ như giờ quý vị thấy rằng ân đức Tam Bảo đó, chúng tôi nói cho quý vị nghe là quý vị nếu mà chúng ta tu tập về thiền, quán niệm xứ, thân quán niệm xứ hoặc là thọ quán niệm xứ, nói chung là bây giờ mình tu không được, mình phải tìm cái cách nào đó. Thí dụ như là chúng ta ngồi thiền, chúng ta niệm Phật, Itiviso Phangawa Samma Sambuddho Vicchacharana Sambanno Sugato Lokavido Anuttaro Purisa Dhammasarati Sathane Vamanusanatho Phangawati. Rồi đọc nữa Itiviso đó, hoặc là chúng ta đọc qua tới ân đức Pháp, ân đức Tăng luôn đó, xong rồi chúng ta quay trở lại từ đầu. Chúng tôi bảo đảm quý vị ngồi, quý vị luyện như là người ta luyện chú vậy đó. Những người mà người ta ngồi người ta luyện chú, người ta lần chuỗi, người ta đọc, người ta vừa đọc vừa lần chuỗi. Còn mà quý vị mà ngồi mà quý vị tụng về ân đức Tam Bảo, tụng hết rồi tụng lợi nữa, tụng hết rồi tụng lợi nữa, chúng tôi bảo đảm quý vị sẽ có một cái năng lực rất là mạnh. Mà chúng tôi nói nha, ở trong những cái đời sống sau đó, do cái công đức mà mình tán dương, mình tụng đọc mà mình biết, mình tán dương cái ân đức của Tam Bảo đó, quý vị biết rằng đời sau đó là chúng ta có một cái giọng nói, hoặc là chúng ta có có những cái nét đẹp ở trên cái khuôn mặt của mình. Thành ra quý vị thấy rằng một tâm đại thiện mà mình tu tập mà mình sanh lên đó, nó có nhiều cái khía cạnh, có rất là nhiều cái khía cạnh làm cho chúng ta được nhiều cái quả báo đó. Thành ra khi mà quý vị tụng niệm như vậy mà chúng tôi
Chúng tôi nhấn mạnh ở đây cho quý vị rằng là nếu mà mình tu tập về niệm thân không được, hoặc là mình tu tập về tâm tư đâu không được, là quý vị ngồi quý vị niệm Phật đi. Quý vị ngồi niệm Phật mà quý vị giống như là, giống như xin lỗi quý vị, giống như là ngoại đạo mà luyện chú vậy đó. Quý vị thấy không, có nhiều bà là có như là tụng chú Đại Bi 18 biến, 21 biến, 7 biến gì đó tụng, thì mình thấy người ta như vậy mình cũng làm luôn. Nhưng mà mình có bài kinh khác của mình, mình có bài kinh khác của mình đó. Thì lâu ngày quý vị cũng có thần lực. Chúng tôi nói thậm chí nha, quý vị thấy rằng ai mà bị mà ma mà nhập, quý vị chỉ cần mà nhịn vô, quý vị đọc xong rồi kêu thôi thoát ra, thoát ra là nó sợ nó thoát ra liền. Còn bây giờ quý vị thấy rằng có nhiều người á, người ta tụng kinh không có linh là tại sao? Người ta tụng kinh tại sao mà không có linh? Người ta cứ nghĩ là trí tuệ, người ta thiên về trí tuệ, người ta cứ nghĩ là như vậy. Nhưng mà chúng tôi nói thật sự ra nha quý vị, tại vì chắc có lẽ rằng lúc trước là chúng tôi gần với những người mà người ta có niềm tin, thành ra người ta dạy là như vậy. Chứ quý vị thấy không có ai, trừ ra những vị hòa thượng, là những vị hòa thượng mà đã cũng như là biết cái cuộc đời này cũng như là nó hết rồi đó, nó sắp sửa rồi đó, hoặc là những cái vị mà xuất gia mà với cái niềm tin, với cái niềm tin mà được sống gần với các vị hòa thượng, thì các vị đó đó mới có cái sự mà tụng niệm mà mấy chục lần, một bài kinh gì mấy chục lần đó. Chứ thật sự ra đó, giờ quý vị nghĩ đi, đối với bản thân của quý vị và những người khác, chúng tôi nói chung đó, không có ai mà ngồi mà tụng ân đức Tam Bảo mà coi như là 10 lần, 20 lần, 30 lần hết. Nhưng mà bản thân của chúng tôi là quý vị biết rằng là chúng tôi cũng tiễn rất là nhiều người khi mà hấp hối, là coi như là ân đức Tam Bảo là chúng tôi làm, chúng tôi làm đủ luôn, làm từ lúc mà họ thôi thoát rồi cho đến là ra đi luôn đó. Nhưng mà có những người ta nói lúc đó người ta nghe đâu được cái gì, người ta đâu hiểu cái gì đâu, người kia người ta không hiểu cả người ta, người ta không hiểu cả người ta, miễn sao mà bây giờ tôi tụng như vậy có phước không? Còn thôi giờ tôi ca nhạc bây giờ không tụng kinh vậy tôi ca nhạc nha, chịu không? Đó, thành ra quý vị thấy rằng cái lúc đó phải tụng kinh chứ làm gì giờ? Giờ coi như là người ta nằm ở đó mà nó sụi lơ rồi, sức khỏe nó không còn, không có nghe được thuyết pháp gì hết. Không lẽ giờ mình nói già là khổ đồ này kia? Quý vị biết rằng nhiều khi mình nói mà mình kề sát nhiều lỗ tai người ta không biết, người ta hiểu không? Nhưng mà chúng tôi tin rằng là cái quy lực của kinh bát, khi đó người ta nghe, người ta không biết, người ta nắm bắt được cái gì đó, nó dựa vô đâu đó. Thí dụ như giờ quý vị tưởng tượng đi, quý vị bệnh, quý vị nằm liệt giường, mà giờ có ai đó mà người ta lợi, người ta nhắc thôi cái phước nào quý vị làm, quý vị ráng nhớ để mà mình chuẩn bị mình có một cái đời sống khác. Rồi sau khi người ta nhắc vậy rồi đó, thì lúc đó người ta tụng Itiviso Bhagava Arahant Samma Sambuddho Vicca. Thì quý vị nghĩ đi, quý vị tưởng tượng, quý vị lúc đó quý vị bệnh mà có người là người ta tụng cho quý vị từ từ nghe như vậy, từ từ cho quý vị nghe như vậy, quý vị chịu không? Hay bây giờ là lúc đó nhờ chúng tôi lợi rồi, chúng tôi nói rằng bây giờ hỏi quý vị, lúc đó quý vị vừa già mà vừa bệnh nữa, lúc đó chúng tôi giảng cho quý vị nghe đau không phải cái đau là cái không phải là của cái thân này, mà cái sự đau nó đang có mặt. Hỏi quý vị bây giờ mà quý vị nghe, quý vị còn chưa có thấm nữa, thì lúc đó mà nó đủ thứ bệnh, nó nói chung là những cái đau nó hiện lên và để mà chuẩn bị mà nó làm cho mình bất tử, làm cho mình không còn thở nữa, thì coi như là sao mà giảng cho quý vị nghe được đó. Thành ra lúc đó chúng ta tụng niệm ân đức Tam Bảo đó. Mà chúng tôi nói rằng bây giờ ai nói gì nói, cứ ngồi đó mà cỡ nửa tiếng đồng hồ mà cứ tụng đi, ngồi nửa tiếng đồng hồ mà mình tụng giống như là mình trì chú vậy đó,
À, giống như mình trì thần chú vậy đó, thử đi rồi sẽ biết được, sẽ biết mình có cái năng lực không. Thật sự ra lúc đó mình sẽ biết được là mình có cái năng lực không. Còn bây giờ mình không thử mà bây giờ mình nói hoài thì không có được, không có được. Đó, thành ra đó quý vị thấy rằng ở trong một cái loạt bài kinh này thì là cái người mà niệm về Đức Phật, niệm về ân đức của Đức Phật cũng được, ân đức của giáo pháp cũng được, niệm về ân đức của chư tăng cũng được. Mà cái chư tăng á, là ở bên xứ Lan á, chúng tôi thấy rằng á, là coi như là họ cũng rất là hay. Cái lúc mà chư tăng mà đi bát hoặc là chư tăng đi nhiễu Phật á, thì họ cũng tụng Subhatipanno Bhagavato Sāvakasaṅkho Ucchubhatipanno Bhagavato Sāvakasaṅkho. Đó thì quý vị thấy rằng người ta tụng niệm ân đức tăng bảo, ân đức tăng bảo như quý vị. Hết rồi ta tụng lời nữa, hết rồi nó tụng lời nữa. Đó thành ra nó cái xứ Tích Lan chúng tôi thấy cũng tụng về ân đức tăng bảo nhiều. Còn Thái Lan thì ân đức Phật. Thái Lan là quý vị thấy rằng nhiều khi chúng tôi nhớ đến Thái Lan người ta làm lễ có nhiều cái nó cũng đẹp lắm quý vị. Tất cả những người cư sĩ mặc đồng phục màu trắng, mặc đồ màu trắng, rồi trên tay cầm một cái cây đèn cầy, rồi đi xung quanh bảo tháp và tụng về ân đức của Đức Phật Itiviso Pagawa. Đó, tụng hết rồi tụng lại nữa, tụng hết rồi tụng lại nữa, thì cái cách đó cũng rất là hay, cũng làm cho chúng ta thật sự ra đó, nếu mà chúng ta hiểu được đó, thì chúng ta biết rằng là chúng ta đang tán dương ân đức của Đức Phật. Đức Phật có những cái ân đức như vậy đó, chứ nếu mà chúng ta hiểu, chúng ta hiểu được đó, thì nó rất là tốt. Còn chúng ta không hiểu được đó, thì cũng tâm thiện lý trí, rồi từ từ sau này chúng ta hiểu nữa nó tâm thiện học trí. Đó, có những người ta học ở trong diệu pháp người ta nói trời ơi tâm thiện mà tâm thiện mà lý trí mà không có tam tư nữa, rồi nó cho mai mốt nó cho bảy cái quả thiện vô nhân, rồi ở trong đó có cái tâm quan sát thọ thiện thọ xả quả thiện vô nhân, rồi nó đưa mình đi tái sanh xuống làm người lạc vô nhân đồ này sao sư. Nó không có. Bây giờ thí dụ như quý vị nghe pháp bằng cái tâm thiện ly trí mà không đủ tam tư đó, nhưng mà lần sau quý vị nghe pháp bằng tâm đại thiện hợp trí mà không đủ tam tư đó, có nghĩa là nãy mình vô mình nghe khúc đầu mình nghe mình chịu không được, khúc giữa khúc sau thì đó mình thấy được quan hỷ, đúng rồi, còn nãy lúc đầu mình vô không có quan hỷ gì hết đó, thì rồi vậy thì mới đầu chúng ta trong thời gian ví dụ như thời kỳ đầu bằng tâm đại thiện mà ly trí mà không đủ tam tư, rồi cái thời gian giữa tâm đại thiện hợp trí mà không đủ tam tư, rồi cái thời gian cuối mình tâm đại thiện hợp trí vô trợ mà đầy đủ tam tư luôn, thì lúc đó đó những cái tâm đại thiện mà trước kia đó nó sẽ ủng hộ. Rồi bây giờ đã nói là tâm đại thiện hợp trí, tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ mà đầy đủ tam tư nữa, thì cái này nó sẽ cho quả. Cái này nó sẽ cho quả thì mấy cái tâm đại thiện vừa rồi là sẽ ủng hộ, sẽ ủng hộ. Chứ không thôi có những nói về tâm đại thiện mà ly trí mà đã như vậy mà không có tam tư nữa, trời không khéo rồi nó cho mình cái quả tâm quan sát quả thiện vô nhân, rồi sanh làm người lạc vô nhân, rồi là chết luôn. Không có. Nó phải có từ thấp đến cao quý vị. Ngày xưa chúng ta ở trong cái mùa tháng 7 này chúng ta chỉ biết đi đến chùa ăn chè, ăn cháo, ăn chuối rồi thôi. Đó, nhưng mà đến bây giờ chúng ta biết rồi. Mùa tháng 7 thôi người ta đi làm phước mình cũng tranh thủ, mình cũng tạo phước luôn. Để không thôi mà mình thua bà đó làm sao, bà nó vỡ sanh cõi trời, cõi trời đâu sức, rồi mình ở đây mình sanh cõi trời đạo lợi rồi làm sao, không được, phải làm phước liền đó. Thành ra chúng ta phải biết được là như vậy đó. Thì ở trong cái bài kệ số 301 này
Thì Đức Phật dạy cho chúng ta là chúng ta thọ thích, chúng ta thọ thích ở trong thiền định, chúng ta thọ thích ở trong thiền, rato mano, cái sự mà sắp bá bút thăng tỉnh giác, bá bút chanh trí tỉnh thức đồ này kia, luôn luôn đệ tử của Đức Phật luôn luôn tỉnh thức vô lượng ngày đêm. Đó là chúng ta đã biết rồi. Bây giờ thì ở đây nhấn mạnh cái gì? Rato mano, chúng ta thọ thích, thọ thích ở trong thiền, chứ không phải là tới giờ bắt lên ngồi hành thiền, ráng ngồi ở đó móc móc khiều khiều, hay là ngồi suy nghĩ cái chuyện gì đó rồi đến hết giờ đi xuống rồi cũng báo lại là tôi một ngày cũng hai thờ hành thiền, đó thờ một tiếng đồng hồ không có, bây giờ 15 phút cũng được, còn lúc nào mình quan hỷ mình ngồi được cái thời gian dài hơn. Cái tâm của chúng ta lúc đó chúng ta theo dõi đề mục, chúng ta theo sát được đề mục là tự nhiên là cái thời gian nó tăng lên mà cái tâm của chúng ta mà không có theo được cái đề mục đó, chúng ta bị phóng tâm cái chuyện này chuyện kia rồi đó, thành ra lúc đó mình không có thể nào mà mình ngồi lâu được. Nhưng mà nếu mà mình luyện, bây giờ nó không nghe mình phải kìm nó lại, bắt nó nghe lời mình, bắt nó nghe, có nghĩa là bắt nó tu tập, tu tập lát hết giờ rồi xuống đó. Thì nếu mà chúng ta mà xử lý được như vậy thì nó tốt, mình xử lý được như vậy thì tốt, còn mình không xử lý được như vậy thì mình phải mình có thời gian, mình không bị chi phối gì thì mình phải rầy nó, giờ này là chưa được, giờ này là phải tu tập. Mà bây giờ mà mình bỏ, mình không tu tập thì làm sao mà mai mốt là nó cũng quen cái sự bỏ đó. Đời ngày hôm nay mình bỏ, ngày mai mình bỏ, rồi đời sau mình cũng bỏ nữa. Đó, thành ra mà biết đâu được nếu mà mình không tu tập thì làm sao mà sanh lại làm người được, rồi làm sao mà có cơ hội tu tập. Thành ra đó, chúng ta phải biết cái cách rầy cái tâm của mình, mình biết cái cách rầy cái tâm của mình. Bây giờ ngồi không nổi phải không? Rồi lỡ nằm đi, lỡ nằm niệm Phật, hoặc là nằm theo dõi hơi thở. Bây giờ nằm riết cũng đừ mệt phải không? Rồi đứng đi, đứng, bây giờ đứng cũng không được phải không? Đi đi. Đó, thành ra nó có nhiều cách, nhưng mà chúng ta phải làm sao mà giống như là con trâu mà nó bị tách bầy đó, nó dùng dãy, nhưng mà một chút nữa là nó hết dùng dãy, một chút nữa nó hết dùng dãy. Thì cái tâm của mình tu tập cũng vậy đó, nó cứ kiếm chuyện này kiếm chuyện nọ, thôi mình ráng mày kiếm chuyện hả, lúc đầu là mình ráng mình tu tập, mình ráng ngồi lại mình tu tập. Đó, có nhiều người đó, quý vị biết không, ta nói con ngủ không được. Nói chúng tôi cái chuyện mà trị cái bệnh mà ngủ không được đó, chúng tôi trị cái bệnh đó hay lắm. Bắt cái tâm mình nó tu là ngủ liền rồi, bắt cái tâm mình nó tu là ngủ liền. Bởi vì chúng tôi thấy có nhiều khi chúng tôi một là chúng tôi trước khi ngủ chúng tôi nghe thuyết pháp, hoặc là mình theo dõi hơi thở, hoặc là mình niệm Phật, nói chung là mình có tu tập gì đó, quý vị biết chúng nó ngủ liền, nó ngủ liền thật sự ra đó. Chúng tôi nói cái này không phải là những cái pháp môn này là cái liều thuốc ngủ, nhưng mà chúng tôi muốn chỉ ra cái chỗ cho quý vị thấy rằng là cái tâm mình mà bắt nó tu là nó ngủ, nó ngộ vậy đó. Mà nếu mà mình mà thả nó vô cái gì mà nó thích thú ra là coi như là nó chạy theo suốt luôn, nó chạy theo suốt luôn đó. Thành ra quý vị thấy rằng là coi như là chúng ta phải biết cái cách chúng ta rèn cái tâm của chúng ta, rồi chúng ta tu tập, chúng ta theo được sát ở trong đề mục, thì lúc đó đó nó mới sanh lên cái gì quý vị? Rato mano là nó sanh lên cái sự thỏ thích, ý tâm ý của mình thỏ thích vui ở trong cái đời sống thiền định, thì lúc đó thì chúng ta sẽ an trú ở trong đề mục được, chúng ta sẽ tu tập được nhiều giờ trong một ngày. Lúc là tại sao? Tại vì ý của chúng ta đã thỏ thích, đã vui ở trong đó rồi. Đó, thì kính thưa quý vị, bài học ngày hôm nay đó, chúng tôi xin được trình bày đến đây cũng vừa đủ thời gian rồi.
nên xin được dứt lời. Với cái phần phước này xin thành tâm dâng đến chư tôn đức tăng, và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Mong quý ngài quý vị được an vui tấn hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gautama, và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên, người trong 10 muôn thế giới xa bà, nhất là chư thiên vua trời giải thích, chư thiên tứ đại thiên vương, các vị chư thiên xung quanh chỗ ngủ chúng tôi và nữ nhà quý vị, luôn cả các vị long vương càng thất bà ngã quỷ a tu la, những chúng sanh già so, những chúng sanh phước mặt phước mài, chư thiên chúa diêm vương. Mong các ngài các vị hưởng được phước này để được an lạc lâu dài. Nam mô Bụt Tha Dạ.